Chào mọi người nhé. Đó thì hiện tại mọi người đang thấy mình đang trong quá trình là đóng chip DSP của dòng vàng X5. Đó, thì ở đây con chip chết thì hiện tại mình đã nhổ ra rồi. Đó, chip chết đã nhổ ra. Và đây là chip DSP mới, nó đang chuẩn bị đóng thay thế. Đó, ta quan sát là những cái con chip và chip chính hãng nhá. Đó, nhìn khắc laser, nhìn nó cực kỳ là chi tiết luôn. Đó, chúng ta quan sát ở bên ngoài thì nhìn là mới sắc nét hơn được. Quay qua camera thì nó chỉ một phần thôi. Đó. Độ hoàn thiện của những con chip chính hãng chúng ta nhìn nó cực kỳ là chi tiết. Đó, những cái con chip hàng fake nhá, hàng nhái, hàng rẻ tiền thì nó sẽ thường là sẽ bị mờ khi chúng ta đánh bằng xăng khi vệ sinh mạch ấy, hoặc là tẩy bằng xăng cho vào bàn chải hoặc là tăm bông chúng ta tẩy, nó sẽ bay hết cả số đi và nó mờ đi rất là nhiều. Và nhìn những cái con chip đó thì khắc nó rất là nông, hoặc một số con chip thì nó sẽ dạng như là in đen chứ không phải là khắc là re. Đó, thì chip luôn luôn có số lượng mọi người nhá. Nó đang tiến hành là cho mỡ thiếp bột, thiếp kem ở đây để chuẩn bị đóng và hấp chân gầm. Đó, thì mọi chi tiết thắc mắc nhu cầu về sửa chữa các cái lỗi trên dòng vàng X đó, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên để được tư vấn mọi người nhá. Đó, chip đây, chip chết nhá. Đó, chip luôn luôn có số lượng. Nói chung là bên mình là chuyên về sửa chữa cho anh em thợ buôn và anh em thợ sửa chữa, anh em thợ đại lý rất là nhiều, đó nên là mới găm nhiều linh kiện như này thôi. Đó, còn những anh em sửa chữa nhỏ lẻ thì ít ai có thể găm cái số lượng linh kiện nhiều như này. Đó, thì mọi chi tiết thắc mắc nhu cầu đó, mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0868 599624. Cảm ơn mọi người đã xem video.